Đây là một clip mình trả đơn cho những khách hàng của mình. Rất may mắn khi mình được một số bạn khách hàng mua ủng hộ Calox rất nhiều lần. Ban đầu cũng chỉ nuôi thử một số con khá là nhỏ thôi, size từ 8 đến 10 cm. Nhưng sau một khoảng thời gian nuôi khá là ok, thế nên các bạn lại ủng hộ tiếp. Có một số bạn đã từng ủng hộ mình tới 5 lần mua, có bạn thì ủng hộ 3-4 lần. Vậy nên việc bán được bộ con cá cũng như việc chăm sóc khách hàng gần như là tương đương nhau. Điển hình trong clip ngày hôm nay mình sẽ nhắc tới bạn Đỗ Thành. Bạn này đã mua rất nhiều cá bế số của mình, đặc biệt là gần đây mua một con yellow sen size từ 13 đến 14 cm. Còn một số bạn mua cá lại là fan YouTube của mình ngày xưa. Trong clip ngày hôm nay anh sẽ trả đơn cho bạn Hải Đăng, bạn Đức, bạn Dương, bạn Văn Quyền và một số bạn khác mình quên chưa ghi chú lại. Đặc biệt là một số anh khách lớn tuổi mua cá bên số của mình, chẳng hạn như có anh Thành Nghĩa ở Đồng Nai, mặc dù là một người mới chơi cá lóc nhưng đã ủng hộ mình tới 4 con. Và các bạn biết rồi, việc bán cá cho những anh lớn tuổi là phải rất cẩn thận, cá phải lựa chọn kỹ, đúng mẫu, cá khỏe không được lỗi. Bởi khi bạn bán ra một con cá mà khách của bạn nuôi tốt, ok, rất có thể lần sau khách hàng sẽ mua lại của bạn tiếp. Hiện nay khu farm cá lóc của mình vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng mình hứa trong thời gian sắp tới mình sẽ đem lại rất nhiều những con cá sung tới tay khách hàng của mình, đặc biệt là những con cá vừa tầm giá với các bạn. Vậy nên nếu bạn nào muốn mua một con cá khỏe, đẹp và được tư vấn chu đáo thì hãy kết nối với mình nhé. Cách mua cá cũng như thông tin mình để ở đầu trang cá nhân.